Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về phần kiến thức cực kỳ quan trọng, đó là về phần pronunciation, về phần phát âm các em nhé. Và đối với phần phát âm thì các em sẽ thấy đó là ở trong các đề thi thì đây là một phần cực kỳ quan trọng và lúc nào cũng sẽ có ở trong đề nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem, tìm hiểu cho cô khi mà tận cùng bằng đuôi S, ES thì chúng ta sẽ cần phải phát âm từ đó như thế nào. Đấy, thì đây là phần kiến thức bài tập của chúng ta khi mà kiểm tra kiến thức, đó là những âm cuối như thế này thì chúng ta sẽ phát âm như thế nào, được chưa nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Nào, phần đầu tiên của chúng ta, đó là âm S, ES của chúng ta thì thường được phát âm là gì? Thì phần đầu tiên nó sẽ được phát âm thành âm is, đó. Nào, tức là ở đây chúng ta có âm i và kết hợp với âm z, đúng không? Thì tức khác nó sẽ thành âm is nhá. Rồi, hoặc là âm z. Đó, có hai cách cơ bản. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem các trường hợp như thế nào thì chúng ta sẽ phát âm thành âm is nhá. Thì khi tận cùng bằng các âm như sau. Tận cùng bằng s, đúng không nhỉ? Nào, ở đây chúng ta sẽ có từ như sau. Đây là những chữ cái của nó nhá. Khi được cuối cùng nó sẽ được viết như vậy. Ví dụ từ này tận cùng bằng chữ k, đúng không? Thì chúng ta sẽ được đọc thành races. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ đọc thành âm is, đúng không? Braces. Nào, tiếp theo tận cùng bằng s, âm s này của chúng ta thì chúng ta sẽ đọc thành pauses, noses, buses and braces. Đó. Tiếp này tận cùng bằng cái từ x của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc thành fixes, boxes. Nào, tiếp đối với âm z của chúng ta thì chúng ta sẽ đọc thành amazes, freezes, prizes and quizzes. Nào, đối với âm mà tận cùng bằng hai chữ s này thì chúng ta sẽ thường đọc thành âm is như sau: kisses, misses, passes and bosses. Nào, tiếp đối với âm ch của chúng ta này, ch. Nào, chúng ta sẽ có ở đây là churches, sandwiches, witches and teachers. Nào, tiếp đối với SH thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Thì chúng ta sẽ đọc là dishes, wishes, bashes, crashes. Nào, và từ cuối cùng của chúng ta đó là GE. Này thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Garages, changes, address and judges. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được điểm chung cho cô ở trong những từ này. Đó là gì? Đó là những từ này thì các em sẽ thấy nó đều thêm ES vào, đúng không nhỉ? Đó, thì đây là đối với các từ mà chúng ta tận cùng bằng những đuôi này thì chúng ta thêm ES. Và cứ thêm ES thì chúng ta sẽ thấy được đó là âm I như thế này, đúng không? Thì chúng ta sẽ được đọc thành âm I, đúng không nhỉ? Và âm S đằng sau này sẽ biến thành âm Z nhá. Thì chúng ta sẽ có cái cách viết của nó cứ thêm vào như thế này, cứ sau ch chẳng hạn, hay là sau sh, đúng không? Thì những âm đấy chúng ta sẽ thêm s vào nhá. Thì tức khắc nó sẽ ra được cái cách phát âm, đó là phát âm là is. Nào, tiếp theo đối với trường hợp thứ hai, đó là khi mà phát âm thành âm s đấy. Nào, và trường hợp số 3 đó là phát âm thành âm z. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có đó là khi nào chúng ta phát âm thành âm s. Khi mà nó không thêm ES, đúng không? Thì chúng ta sẽ được phát âm thành âm S hoặc âm Z, đúng nhỉ? Đó là sự khác nhau giữa cái phần đầu tiên mà chúng ta vừa được xem. Thế thì bây giờ các em sẽ thấy được cho cô điểm chung đó là gì? Nếu mà phụ âm cuối cùng là các phụ âm vô thanh, tức là các âm cuối là âm vô thanh đấy, thì âm tận cùng bằng S của chúng ta thì chúng ta sẽ thường được phát âm thành âm S nhá. Rồi, thế thì bây giờ các em sẽ thấy được cho cô ở đây những từ nào là những từ mà những chữ mà chúng ta gọi là vô thanh. Thì bây giờ các em sẽ thấy nhá, đó là đấy là âm vô thanh này, đó, hai là k và đấy là những âm vô thanh. Những âm vô thanh là những âm như thế nào? Đó là những âm mà chúng ta sẽ thường đọc nó theo giọng gió và âm của nó sẽ không rung ở trong họng của chúng ta, và các em phát âm từ đấy nó không có điều gì ngăn cản cả, tức là nó chỉ là âm gió mà thôi đó. Và người ở xa rất là khó nghe được cái từ đó nhá. Thì chúng ta gọi nó là vô thanh, tức là không tạo ra âm thanh. Đấy. Nào, bây giờ các em sẽ nhìn cho cô những từ này này. Chúng ta sẽ có là cup, đúng không? Cup. Và bây giờ thêm s thì chúng ta sẽ đọc đó là cups.
Tiếp này, stops, sleeps. Đó là những từ mà tự cùng bằng. Nào, tiếp theo đối với âm t thì chúng ta sẽ có đó là hats, students, heads and rights. Đó. Nào, mặc dù ở đây các em nhìn thấy ở đây là âm es đúng không? Nhưng mà nguyên tắc của chúng ta đó là khi mà đối với phần phát âm thì các em sẽ phải dựa theo cái việc phát âm của mình nhé. Nếu phát âm của từ này thì chúng ta sẽ thấy nó tận cùng bằng chữ gì? Nó sẽ tận cùng bằng t nhé. Chúng ta sẽ đọc là right. Đó, thì tận cùng bằng t chứ không phải là tận cùng bằng e như thế này. Đó, và khi mà tận cùng phát âm của chúng ta đó là right, tận cùng bằng t thì chúng ta sẽ đọc thành âm s nhé. Right. Tiếp đối với âm k của chúng ta thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc cho cô này. Coax, box, the drinks and wax. Tiếp đối với âm F của chúng ta đấy, chúng ta sẽ đọc là sleeps, sniffs, believes, loves, grabs. Đấy, những cái âm mà chúng ta khi mà tận cùng bằng âm GH và âm PH như thế này thì chúng ta sẽ thường được phát âm thành âm nhá. Ví dụ từ này chúng ta sẽ là grab, và đây thêm S thì chúng ta sẽ là grabs. Nào, tiếp đối với âm cuối của chúng ta đó là âm thở đúng không? Nào, chúng ta sẽ đọc thành miss, và đây thêm S thì chúng ta sẽ là miss. Nào, tiếp theo months. Đó, và các em lưu ý cho cô như sau, đó là khi mà tận cùng bằng âm TH như thế này thì âm TH nó sẽ có hai cách đọc. Một là nó sẽ đọc thành âm s, và hai thì nó sẽ đọc thành âm z. Đó, thế thì âm này khi mà s như thế này nó được đọc thành âm này thì nó được gọi là âm vô thanh. Và khi nó được đọc thành âm vô thanh thì nó sẽ đọc thành âm s. Còn âm này nó là âm z. Và trong trường hợp này của chúng ta thì nó được gọi là âm hữu thanh. Và hữu thanh thì chúng ta sẽ được đọc thành âm z nhá, các em nhá. Thì các em sẽ thấy được đặc điểm chung của khi mà chúng ta đọc âm s đúng không? Thì nó sẽ là âm vô thanh. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ cô này. Đối với phát âm là z khi nào? Đó là khi mà cái chữ cuối cùng đúng không, nó kết thúc là một phụ âm hoặc là gì đây, hoặc là âm hữu thanh. Và ở đây của chúng ta thì nó sẽ tạo ra âm thanh đúng không nhỉ? Và những chữ như thế thì chúng ta sẽ được đọc thành âm z nhá các em nhá. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái âm nào mà chúng ta sẽ thường được gọi là âm hữu thanh. Thì bây giờ các em tập trung theo dõi cho cô này, đó là những âm còn lại đúng không, không phải vô thanh thì nó sẽ là hữu thanh. Thì các âm như sau, đó là b, d, g, l, m, n, ng, r, v. Cái chữ này của chúng ta nhé, chữ y dài của chúng ta gọi là white đúng không? Đối với những cái từ như thế này thì các em sẽ thường không phát âm cái chữ đó. Thì thế thì nó sẽ tận cùng là một nguyên âm các em nhé, tận cùng là nguyên âm. Đó là từ play chẳng hạn, tận cùng nguyên âm thì chúng ta cũng sẽ đọc thành âm z nhé. Tiếp theo đối với âm z và nguyên âm đó là seize, please. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các âm này cho cô này. Chúng ta có đọc cho cô như sau: crabs, drops. Tiếp theo chúng ta sẽ có là cards, words, dries, ends. Đối với g này, drugs, bags and bags, dears, calls, falls, hills. Đấy, chúng ta phải luyện tập đọc nhá thì các em mới ghi nhớ được vào trong đầu. Tiếp này, plums, dreams, fans, drains, drums, pans. Đối với âm ng này, kings, belongs, sings, wears, kills, gloves, wives, shows, drives, plays, boys, says, close. Đây, từ này mọi người rất hay đọc sai từ này các em nhá. Từ này chúng ta không đọc là closes nhá. Và từ này nó tận cùng bằng z thì chúng ta sẽ đọc thành âm z luôn cho cô. Đó. Chúng ta sẽ đọc lại nhá. Close, bads, breeze. Đó. Tiếp theo sees, flees. Rồi, ok. Nào, thế thì bây giờ các em sẽ có tổng kết lại cho cô như sau. Nào, tổng kết lại của chúng ta như sau. Cách phát âm S hay là ES thì nó sẽ đứng sau động từ hoặc là danh từ phụ thuộc vào âm đứng ở phía trước nó. Nào, và động từ hay danh từ khi mà thêm S hay ES thì chúng ta sẽ có ba cách đọc, đúng không nhỉ? Nào, cách đọc số 1 của chúng ta sẽ đọc thành âm IS. Nào, khi mà tận cùng bằng âm S, Z, SH và J.
chữ, chữ. Đó. Còn cái cách số 2 của chúng ta đó là chúng ta sẽ đọc thành âm khi mà nó là tận cùng bằng những âm vô thanh các em nhé. Đó là âm gì đây? Đó là p, k, f, s, b, t, đúng không? Hay chúng ta có thể luận qua nó là gì đây nhỉ? Đó là thời phong kiến phương Tây, đúng không? Đó, mọi người hay học kiểu như vậy. Nào, tiếp theo sang mục số 3 của chúng ta, đó là tận cùng bằng âm z. Khi mà sau động từ hoặc là danh từ tận cùng bằng các âm còn lại, những còn lại đó là âm gì? Đó là tận cùng bằng âm hữu thanh hoặc là nguyên âm, thì chúng ta sẽ đọc thành âm z cho cô nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành để chúng ta quyết định xem chúng ta chọn đáp án gì nhé. Nào, choose the words whose analyzed part is pronounced differently from the others. Now, number one. Ở đây chúng ta sẽ có cho cô các từ như sau nhé. Đó là schemes, works, sits, and dealer, loves. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án A, đó là tận cùng bằng âm hữu thanh, đúng nhỉ? M, đúng không? Thì các em sẽ được đọc thành âm, âm z nhé. Còn ba đáp án còn lại chúng ta sẽ được đọc thành âm, âm s, đúng không? Bởi vì nó là âm vô thanh tận cùng bằng k, t, và đó. Thế nên là từ đó câu 1 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án A nhé. Và đáp án A ở đây chúng ta đọc thành âm z. Now, number 2.